Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng khiến Như Lai ứng chánh đẳng giác, làm cho các thế gian nhận cái không của thế gian, tưởng cái không của thế gian, nghĩ cái không của thế gian, rõ cái không của thế gian. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật. Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ tướng không của thế gian cho chư Phật là gì? Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có khả năng chỉ rõ sắc là tướng không của thế gian, thọ tưởng hành thức là tướng không của thế gian cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ nhãn xứ là tướng không của thế gian, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ sắc xứ là tướng không của thế gian, thanh hương vị xúc pháp xứ là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhãn giới là tướng không của thế gian, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ nhĩ giới là tướng không của thế gian, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tỷ giới là tướng không của thế gian, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thiệt giới là tướng không của thế gian, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thân giới là tướng không của thế gian, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ ý giới là tướng không của thế gian, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ địa giới là tướng không của thế gian, thủy hỏa phong không thức giới là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ vô minh là tướng không của thế gian, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bố thí ba la mật đa là tướng không của thế gian, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không nội là tướng không của thế gian, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ chơn như là tướng không của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tướng không của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng không của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng không của thế gian cho chư Phật.